Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Cũng gần đến Tết rồi và tất cả những người chơi lan, đặc biệt là lan hồ điệp, đang nghe rục rịch và đi tìm cái công thức làm sao mà để kích hồ điệp ra bông chơi Tết. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái quan niệm cá nhân của mình về cái vấn đề này, và mình muốn là có cách mẹo nào không để chúng ta làm cho cây lan hồ điệp chúng ta nó tỷ lệ ra bông cao nhất. Thì đây mình muốn chia sẻ với các bạn là những cây này to đẹp đúng không? Em này không có ngòng. Em này to đẹp đúng không? Không có ngầu. Em này săn xui xù xì nhưng lại ra hai ngầu. Em này cũng vậy, săn xui xù xì không được bắt mắt lắm nhưng em này cũng ra hai ngầu, một ngầu hai ngầu. Cái này đang ra ngầu các bạn này. Cái này ra hai ngầu luôn các bạn này. Cái này ra ba ngầu này. Cái này ra hai ngầu. Mình muốn chia sẻ với các bạn tất cả những cây mà nó có sự khác biệt, đó chính là cây to cây nhỏ, cây xấu cây đẹp. Cây này cây đẹp nhưng không có ra ngồng. Mình thường mình chia sẻ với các bạn đó chính là tuyệt đối không nên kích bông hồ điệp, đặc biệt là vấn đề mà kích bông hồ điệp vào ngày Tết. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Thứ nhất là chúng ta kích bông á, không biết là đã thành công hay không chưa, nhưng mà các bạn gây áp lực cho cây lan của chúng ta. Tất cả những cây lan hồ điệp các bạn đang trồng trong cái môi trường tự nhiên thì tại sao các bạn không để cho cây lan nó ra bông tự nhiên, đúng không? Thứ hai, cây lan của chúng ta có thể nó chưa khỏe mạnh, các bạn cứ kích bông nó sẽ không có ra bông đâu, lúc đấy nó sẽ suy nhược cây, có thể là dẫn tới trường hợp xấu là cây lan sẽ bị chết. Không nên kích bông. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách làm sao chúng ta đạt cho cây lan nó ra bông cao nhất. Còn khi cây bông ra bông ngày nào thì đấy là ngày Tết ngày đó, chứ đừng nên kích bông ngày Tết các bạn nhé. Điều chỉnh nhiệt độ áp suất này, không khí này, nhiệt độ thấp để cây lan nó rơi bông cũng khoảng vào gần dịp Tết. Và có nhiều trường hợp là nhà vườn cũng phải thanh lý những cái cây mà lở trước Tết. Nên vì vậy mà chúng ta chỉ là những người chơi lan bình thường thì chúng ta không có nên kích làm gì cả. Bởi vì là trong cái môi trường tự nhiên ấy, nắng nóng chúng ta phụ thuộc vào nhiệt độ ở ngoài trời rất là nhiều, nên vì vậy không thể kích bông chuẩn vào dịp Tết được. Khi nào cây bông nó ra thì đấy là ngày Tết lúc đó. Còn nếu ngày Tết chúng ta mà không có bông thì các bạn có thể ra ngoài tiệm mua 200 ngàn một cây và chúng ta trưng Tết xong. Đừng tạo áp lực cho cây lan. Có ai bắt mọi người phải tạo áp lực là cây lan ra bông đâu. Không có, chẳng ai cả. Tự các bạn tạo áp lực cho bản thân và tự các bạn tạo áp lực cho cây lan của chúng ta nó phải ra bông vào ngày Tết. Tuyệt đối là điều này là không có nên, và mình không bao giờ mình khuyến khích các bạn kích bông ạ. Vậy thì làm sao để cho cây lan của chúng ta nó ra bông được nhiều, tỷ lệ nó ra bông cao như thế này? Thì mình chia sẻ với các bạn cái cách này chúng ta làm theo, không cần phải kích gì cả. Thay đổi một cái thói quen thôi. Các bạn thay đổi một ít cái thói quen thôi thì sẽ cây nó sẽ ra bông rất là nhiều. Trước tiên về vấn đề về nước. Các bạn mà tưới nhiều nước, đại đa số là nó sẽ chủ yếu là ra lá và rễ. Lá này, rễ này, các bạn tưới nhiều đưa toàn lá vào rễ không à? Bạn này thấy cái này to không? Rất là to. Tưới nhiều bạn đưa toàn lá này là bản lá rất là to nhưng không có ngầu nào cả. Rễ thì rất là đẹp. Rễ thì rất là đẹp. Nhưng mà không có ngầu. Vậy thì các bạn mà muốn cái bông nó ra đó thì các bạn là tưới ít đi. Tưới ít đi thì cây nó sẽ cho ra bông, cho ra ngầu. Các bạn thấy này, ra ngầu này. Hai ngầu này. Tưới ít nước đi. Tưới ít nước cây nó sẽ kích thích cái sự ra ngòng. Thường thường ấy mình thì khoảng độ 3 đến 4 ngày thậm chí là 5 ngày mình không tưới nước. Ngày thứ 5 bắt đầu mình lại tưới. Mình tưới ít lắm. Như cái này cũng vậy này, nó ra hai ngòng này. Mình đâu có tưới mấy đâu. Các bạn tưới ít nước đi, 3 4 ngày thậm chí là 5 ngày các bạn không có tưới nước thì cây nó sẽ kích thích ra ngòng là thứ nhất. Thứ hai, các bạn thay đổi cái thói quen chút xíu nữa, đó chính là chúng ta tăng thêm ánh sáng. Tăng thêm lượng ánh sáng càng nhiều. Không phải là ánh sáng là 100% là sẽ chiếu vào lá nó sẽ bị cháy đó. Các bạn để ra một cái khu vực nào đó ở vườn mình nó nhiều ánh sáng thì cây nó sẽ tăng khả năng ra bông rất là nhiều. Nếu mà vườn của các bạn mà không có nắng á, rất là khó để trồng lan, cực kỳ là khó. Yếu tố về nước là tưới ít và tăng thêm ánh sáng nữa thì cây của các bạn nó sẽ cực kỳ là nhanh ra bông. Hai cái cây này đó mình tưới rất là nhiều nước,
mình để một vị trí ở góc vườn nó ít ánh sáng, nuôi toàn lá và rễ không à, đâu có ra bông đâu. Và các bạn muốn nó ra bông ấy thì chúng ta tưới ít đi và cho ra một vị trí khác. Còn đâu là các bạn làm thêm một cái yếu tố này nữa thì nó sẽ kích thích cây của chúng bạn ta ra ngòng nhanh, đó chính là các bạn tưới gòi e chuối. Cái cây chuối đó, trái chuối đó, nó có rất là nhiều cái nguyên tố, đó chính là kali. Nguyên tố kali nó rất là kích thích cây của chúng ta nó ra ngòng. Thì các bạn mà tưới một tuần một lần ấy, các bạn có thể là cắt nước nhé. Cắt nước sau đó các bạn tưới gòi e chuối này, cứ liên tục trong vòng một tháng. Ví dụ như là hôm nay các bạn cắt nước đi, ngày mai các bạn tưới gòi e chuối thì cũng được, một tuần sau lại tưới gòi e chuối nữa. Tưới gòi e chuối trong vòng 4 lần trong một tháng. Các bạn cứ tưới vào buổi chủ nhật ấy, tưới xong các bạn có thể là xả nước đi. Xả nước đi và hạn chế tưới nước. Chỉ tưới gòi e chuối thôi, hạn chế tưới nước. Và các bạn tăng thêm ánh sáng thì cây của chúng ta nó sẽ ra ngòng một cách tự nhiên là. Các bạn đừng kích. Các bạn chỉ thay đổi thói quen chút xíu thôi, các bạn suốt ngày chạy theo những cái phong trào là tưới phân là phân này phân kia đó, nó không có tốt đâu. Chúng ta trồng lan trong môi trường tự nhiên, tại sao không để nó ra bông cách tự nhiên, đúng các bạn? Đừng nên kích. Lợn lành thành lợn què, cây đang khỏe mạnh này các bạn kích, không biết các bạn kích thành công hay chưa nhá. Nó đang tốt đẹp như này, nó đang lăn đồng ra chết, các bạn rất thấy rất là tiếc. Bởi vì trồng được một cây lan hồ điệp đó nó rất là khó, khó lắm, trồng được hồ điệp nó khó lắm. Đã vậy để các bạn lại đem đi kích nữa, nó chết thì phí ra, không có bông thì thôi. Tết ra ngoài tiệm mua một cây, 2-3 cây, 200 ngàn một chậu về trưng Tết. Tội gì mà chúng ta phải kích, có ai bắt mình kích đâu. Tội các bạn gây áp lực cho bản thân. Chơi lan là phải cần về thời gian, thú vui tao nhã mà. Thú vui tao nhã mà lại phải thêm cái áp lực nữa thì đâu còn gọi tao nhã nữa. Mấy cây này mình tưới ít, tưới nhiều lắm, nó ra toàn rễ thôi. Ra toàn rễ thế này. Tưới ít nước này, cắt nước này, nhìn lá có vẻ teo tóp chút xíu nhưng mà nó sẽ kích thích nó ra ngòng. Khi mà đã ra ngòng các bạn tha hồ tưới nước, không ai cấm. Khi ra ngòng rồi chúng ta tha hồ tưới nước, không ai cấm. Các bạn cắt nước trong vòng một tháng đấy, một tháng hoặc là hai tháng đấy thì chúng ta hạn chế tưới nước đi. Hạn chế tưới nước, tăng ánh sáng và tưới thêm nhiều cái nguyên tố kali như là gòi e chuối là cây nó sẽ ra ngòng mà thôi, rất là dễ dàng. Mình luôn luôn mình chia sẻ với các bạn rằng là không nên kích bông, nó ra bông ngày nào thì đấy là Tết ngày đấy, chứ không phải là Tết chúng ta mới có bông. Mà chúng ta hãy hỏi ngược lại là ra bông ngày nào thì đấy là ngày Tết là tốt nhất các bạn nhé, đừng nên kích. Mình cũng xin chia sẻ thật với các bạn là như thế này. Các bạn theo dõi kênh của mình á, các bạn để ý ký, đợt trước mình có chia sẻ về vị trí của cái vườn khác. Bữa nay các bạn thấy mình có một cái vị trí vườn này vườn khác đúng không? Cái vườn này nó tăng ánh sáng rất là nhiều. Và từ khi mình cho cây lan sang cái vị trí của vườn này, không nói dối các bạn, 40 chậu đến 50 chậu cây lan của mình tự nhiên nó lại ra ngòng hết. Mình không có kích gì cả, không kích. Các bạn thấy không? Mình cần thay đổi một vị trí chút xíu thôi là 40 cây, 40 chậu lan hồ điệp của mình tự nhiên nó lại đồng loạt ra ngòng. Là tại vì nó đang có ánh sáng ấy. Các bạn thấy không? Tự nhiên mình nói như là ánh sáng bắt đầu là chiếu tới này, rất là nắng. Và lượng ánh sáng từ khoảng độ từ sáng cho đến lúc 10 giờ trưa, và từ là ánh sáng có thể chiếu trực tiếp vào lá cây lan, nhưng mà từ lúc 10 giờ trưa cho đến lúc 17 giờ chiều là lượng ánh sáng nó rất là gắt. Đây này, cái lượng ánh sáng rất là gắt. Thì các bạn để tay ra ngoài trời nó cháy rát tay này thì cây lan của chúng ta nó không chịu đựng được. Nên vì vậy chúng ta phải treo dưới một lớp lưới. Trồng hồ điệp khó lắm các bạn, trồng hồ điệp khó lắm, mà để trồng cho cây hồ điệp nó ra bông nữa lại cực kỳ là khó. Các bạn đừng kích nhé, tuyệt đối đừng kích. Chúng ta xem ở trên YouTube có rất nhiều người chia sẻ cách kích bông ấy. Cái đấy là một cái hình thức là họ chia sẻ về cái mục đích khác, chứ không có phải là chia sẻ cây thực tế giống như sóc cò. Mình cũng là người bán lan và cũng chia sẻ cho các bạn cách trồng lan, nhưng mà mình không chia sẻ cho các bạn cách kích bông gì cả. Cứ để nó ra bông tự nhiên. Cái cây của chúng ta nó chưa ra bông tự nhiên, các bạn kích cũng giống cây nó bảo chứ tôi chưa có muốn lấy vợ lấy chồng gì cả, mà các người cứ thúc giục tôi lấy chồng lấy vợ, cuối cùng là lấy ra, cuối cùng là đẻ ra cái ngỗng nó leo ngoe, nó không khỏe mạnh, đúng không bạn? Cứ để ra tự nhiên. Đây, mình cứ để ra tự nhiên này đó, cứ để ra tự nhiên này. Cây này mình mới trồng được mấy tháng này à. Các bạn thấy không, rễ ở dưới còn ít này, này rễ vẫn còn ít đúng không? Nó ra hai ngỗng luôn này đó, cây ra ba ngỗng luôn này. Còn các bạn mà cứ tưới nước nhiều đó, ngày nào ông tưới, tưới sáng, tưới chiều, tưới trưa, nó lùa toàn lá và rễ. Rồi lúc đấy chúng ta tự động viên an ủi rằng, ê,
chưa ra bông thì chúng ta chủ yếu là chơi lá, chủ yếu chơi rễ. Đấy chỉ là một cái hình thức tự an ủi bản thân thôi, chứ còn đâu chơi lan ông nào cũng vậy, à cũng muốn là nhà vườn vườn lúc nào có bông, đúng không bạn? Vậy thì các bạn muốn ra bông, các bạn chỉ cần thay đổi cái thói quen thôi, như mình chia sẻ đấy, tưới nước ít, tăng ánh sáng và thêm lượng phân kali, đó chính là cái gói chuối này. Các bạn tự làm, mình không có bán, rất là dễ. Gói chuối tự làm rất là tốt, hạn chế tưới nước. Các bạn ấy cứu giúp mình nhá, những cái cây mà nó đang ngồng nhá, mình cắt nước rất là nhiều, và thường thường nhìn nó không được xanh mướt đâu. Các cái cây này xanh mướt đúng không? Cây này nó không xanh mướt, nhìn nó rất là te tua. Nhưng mà khi nó đã ra ngồng, mình đạt được cái mục đích rồi thì các bạn tưới nước thoải mái, thì lúc đấy nó sẽ ăn lo nước, lá nó sẽ căng lên, cây nó lại sẽ khỏe mạnh và nó tiếp tục nó đi ngồng. Các bạn lưu ý giúp mình nhá, chơi lan các bạn đừng có kích bông gì cả, và đừng có tưới nước nhiều. Tưới nước nhiều là nó, một là nuôi lá và rễ, hai đó chính là tưới nước nhiều nó hay bị thối á, hay bị thối lá đó. Các bạn mà cứ mỗi lần mà ra vườn, các bạn mà nhìn thấy cái gốc cây của chúng ta đó, các bạn thấy cái giới nó khô như này đấy thì là thành công các bạn nhé. Chứ lúc nào chúng ta ra ngoài vườn mà chúng ta lúc nào nhìn thấy gốc lan của chúng ta nó mà ẩm ướt mà thấy nhiều nước ấy, thì lúc đấy mới là điều đáng lo sợ. Cái cây hồ điệp ấy nó giống như hệt như cái cây xương đồng vậy, nó không ưa nước nhiều đâu. Cái anh dendro này này, anh này thì lại ưa nhiều nước, nhưng mà cây hồ điệp thì không ưa nước đâu các bạn nhé. Cứ để nó khô thoải mái, nhiều ánh sáng mà, càng nhiều ánh sáng càng tốt. Mình chỉ sợ nhất mưa thôi, chơi lan không sợ héo, chơi lan không sợ héo, chỉ sợ thối thôi, nó chết khi các bạn mà cho nó ăn quá nhiều nước. Trên đây chỉ là chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, các bạn thay đổi thói quen một chút xíu thôi, mình tin chắc rằng là các bạn sẽ có nhiều cái lan hồ điệp nó đang ngồng. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Shop Cỏ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cách kích bông tốt nhất đó chính là đừng kích